Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Trai TV. Chúng ta tiếp tục cùng nhau học về các câu lệnh SQL và đặc biệt là chúng ta đang sử dụng SQL Server các bạn nhé. Và trong video clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái thứ tự thực thi trong một câu truy vấn SQL. Phần nào sẽ được thực hiện trước, phần nào sẽ được thực hiện sau. Thì cái phần này thì mình thấy rằng ở các trường đại học, á, các thầy cô thường không có hướng dẫn cho chúng ta cái phần này và À, nếu như các bạn biết được cái thứ tự thực thi thì chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cái việc là chúng ta gõ một cái câu lệnh truy vấn SQL rất là nhiều thì các bạn có thể à, cùng mình theo dõi cái video clip này và cùng làm với mình một vài cái ví dụ để chúng ta hiểu được cái thứ tự thực thi ở trong câu lệnh truy vấn nó là như thế nào nhé thì ở trong cái thằng SQL các bạn cho dù là các bạn sử dụng SQL Server hay là các bạn sử dụng cái thằng MySQL SQL hay là những cái cơ sở dữ liệu khác thì nó đều có cái thứ tự truy vấn cả. À thì thứ tự truy vấn đó nó sẽ xuất phát từ những cái từ khóa mà cái thằng SQL đó quy định. Ví dụ như là from, where, group by, having, select hay là order by hay là limit được chưa? Hoặc là top hoặc là distinct hay vân vân rất là nhiều thứ. Thì à, trong cái thằng SQL server cũng cũng vậy, nó cũng sẽ có một cái thứ tự dành cho những cái từ khóa mà chúng ta thường hay sử dụng. Thì ở đây mình có liệt kê ra cho các bạn, à, đây một trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy nó có những cái từ khóa và phía sau mỗi một cái từ khóa nó có một con số và con số này nó có ý nghĩa là gì? Nó có ý nghĩa là cái thứ tự mà một cái câu lệnh truy vấn nó sẽ được thực thi. Cho dù các bạn viết nó rất là dài, các bạn viết nó rất là nhiều, khi cái cơ sở dữ liệu nó gặp các câu truy vấn của chúng ta thì nó sẽ xuất phát từ đầu và nó sẽ kết thúc ở đâu. Thì các bạn thấy ở đây nó có một câu lệnh là select distinct top from full left right join gì đó đúng không? Rồi where là group by hay là helping hay là order by. Thì cái thứ tự đầu tiên các bạn nhìn cho mình cái số 1. Nghĩa là khi mà cái cơ sở dữ liệu chúng ta gặp một cái câu truy vấn mà các bạn đã viết thì nó lập tức nó sẽ vào cái phần from, nó sẽ vào cái phần from trước để nó kiểm tra xem có các bạn truy vấn dữ liệu từ đâu, từ cái table nào, có thể là một table, hai table, ba table, nhưng cái việc đầu tiên là nó sẽ nhảy vô cái phần from này để nó kiểm tra những cái table ra trước. Và nếu như những cái table đó không có tồn tại thì nó sẽ báo lỗi đầu tiên là cái table đó không tồn tại. Cho dù là các bạn có gõ những cái tên cột không tồn tại thì cái vấn đề đầu tiên nó phải cảnh báo là cái gì? Là cái table nó không tồn tại. Có nghĩa là cái bảng của bạn nó không có như vậy, cái những cái tên của những cái bảng phía sau cái từ khóa from thì nó sẽ được thực thi đầu tiên. Tức là khi gặp câu lệnh SQL, cái cơ sở dữ liệu bất kỳ nó sẽ chạy vô cái phần from này để nó kiểm tra những cái table đó trước. Rồi, sau đó nó lại tiếp tục nó đi kiểm tra những cái table đặt phía sau cái từ khóa là join, là join, là join. Các bạn có thể là uh, full left right join đó không biết, nhưng mà nó sẽ nhảy vô cái cái phần cái từ khóa phía sau rồi này à, là cái số 2 đó là thứ tự được thực hiện tiếp theo rồi sau cái số 2 á nó sẽ kiểm tra cái điều kiện phía sau cái chữ on của các bạn nếu như bạn nào có học với mình từ đầu tới cuối từ đầu tới bây giờ á video clip này chưa phải là video clip cuối nha các bạn ha còn rất là nhiều cái bài học nữa về sql nếu như các bạn muốn là một cái người à, rành về cái câu lệnh truy vấn thì các bạn cần phải học thêm nhiều bài học nữa và sau cái từ khóa on đó là cái vị trí số 3 mà cái cơ sở dữ liệu nó sẽ quan tâm. Và sau đó thì nó mới nhảy ra phía trước này nó kiểm tra xem các bạn là full hay là left hay là right hay là uh, inner hay là outer. Thì đây là cái vị trí số 4. Rồi sau đó nó mới nhảy xuống nó mới kiểm tra cái điều kiện where. Các bạn có hiểu cái trình tự mà cái máy nó làm việc chưa? Cái cơ sở dữ liệu nó làm việc chưa? Rồi sau cái thằng where thì nó sẽ tới cái thằng group by rồi sau group nó mới theo các bạn thấy không hồi nãy giờ nó chưa đụng chạm gì tới cái phần select ở trên hết rồi sau cái thằng heo thì nó mới nhảy lên trên đây nó làm cái phần số 8 số 8 là lấy ra tên một cái cột nào đấy để chưa tên một cái cột nào đấy rồi số 9 là cái từ khóa distinct nghĩa là nó có thể lấy ra toàn bộ dữ liệu của cái cột đấy xong rồi nó mới đi distinct để nó lấy ra những cái dòng dữ liệu mà nó không có bị trùng lập rồi sau đó giả sử các bạn có từ khóa là top tất cả những cái này chúng ta học hết rồi mỗi một cái từ khóa này mình có một cái video clip riêng để cho các bạn học để cho các bạn làm việc à, thì nó là thứ tự xin lỗi nó sẽ có order by là thứ tự thứ 10. rồi mới nhảy lên cái thằng top là cái thằng 11. một các những cái con số này nó có ý nghĩa là gì nó có ý nghĩa là cái thứ tự thực thi trong một cái câu truy vấn sql của chúng ta này chưa rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn cái ví dụ luôn và các bạn sẽ thấy nó sẽ có ý nghĩa như thế nào uh -huh. nếu như các bạn có một cái câu lệnh select như thế này à các bạn là Select Rồi, các bạn đặt tên là from, from được chưa? À. From. thì các bạn thấy rằng ở đây nè, à giả sử như mình lấy tất cả những sản phẩm ra đi. Thì mình có thể đặt tên ở đây nó là B. Như vậy khi mà chương trình nó bắt đầu nó thực thi thì nó thực thi cái đoạn này trước. Thì lúc đó các bạn thấy ở trên đây nó sẽ có thằng B này. Nó sẽ hiểu B.product ID là p chấm product name thì vì sao à, tại sao chúng ta khai báo bên dưới mà cái thằng p trên đây nó hiểu là tại vì á, phía sau cái từ khóa from này nó được thực thi trước rồi nó mới nhảy lên trên đây nó là tại vì câu lệnh này nó có hai hai cái thôi thì các bạn thấy rằng là nó sẽ, sẽ à, nhảy xuống này nó làm trước rồi nó mới thực hiện lên trên đây các bạn hiểu kịp không? Skill and run nhé. Các bạn thấy nè, 17 nè, à, list muthan thành câu lệnh này hoàn toàn có thể thực thi được và nhớ nhé, cái thằng này là thứ tự thứ nhất nè và những cái thằng ở trên đây nó là thứ tự thứ hai, tại vì câu lệnh này nó chỉ có hai thứ thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ viết một câu lệnh khác là select giống như cái câu lệnh này nhưng mình thêm một cái điều kiện nữa, mình thêm một cái điều kiện where where b chấm cái category id bằng 1 bằng 1. Thì các bạn thấy bây giờ cái thứ tự mà nó thực thi nó là nó là thế nào? Mình sẽ cho các bạn xem là cái thứ tự nha. Cái thằng nào trước và cái thằng nào sau. Đây. Thằng from chắc chắn nó làm trước rồi, một ha. Rồi thằng que này là tiếp theo và cuối cùng mới là thằng phía bên trên. Như vậy trong cái tình huống này, cái việc đầu tiên là nó sẽ đi kiểm tra là các bạn lấy từ cái bảng nào và các bạn lấy những cái dòng nào ra à, thì cái thằng này là thằng số 2 rồi cuối cùng nó mới lại từ những cái dòng mà nó thỏa mãn điều kiện á nó mới lấy cái id ra nó mới lấy cái product name ra đó là cái thứ thứ tự thứ ba các bạn có hiểu kỳ không ạ đó. rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thêm một cái từ khóa nè là mình sẽ group by nha mình sẽ group by mình sẽ cho cái category này in 1, 2, 3 mình sẽ group by mình sẽ group by ở đây nó là cái b.category id và b.product id thì mình sẽ đếm số lượng mình sẽ đếm số lượng xem coi nó có bao nhiêu cái product rồi một tí nữa các bạn sẽ giải thích giúp mình xem có cái thằng nào thực thi trước thằng nào thực thi sau nhé group by group by à, chấm các bạn thử nhìn chỗ này giúp mình ha v chấm à, category id ok rồi các bạn thấy không các bạn chấm phải chỗ này giúp mình ha mình sẽ run thử nè thì cái câu lệnh này cái thằng nào được thực thi trước thằng nào thực thi sau các bạn này nó vẫn ra kết quả đúng không một hai ba cái thằng này là 12, 12, 13. Tức là những cái sản phẩm, số lượng sản phẩm nó có thì theo cái trật tự của chúng ta thì các bạn thấy nhớ nha các bạn phải thuộc các bạn phải nhớ cái này nhá à, đầu tiên là nó sẽ nhảy vô cái bảng rồi đất là để đây nó tìm ra cái bảng này đã đây là cái, cái thứ tự đầu tiên rồi tiếp theo là nó sẽ đi tìm cái điều kiện à nó phải đi tìm cái điều kiện là chỉ quan tâm tới những cái thằng nào mà nó có có cái cái category id nó là một hai ba thôi và tiếp theo nó mới group by cái cái cái, cái nhóm này lại với nhau 3 và, và cuối cùng là nó mới tính toán cái đoạn phía bên trên này các bạn hiểu kịp chưa đó nó là cái thứ tự để thực thi trong cái câu lệnh vừa rồi kịp không nè rồi ok bây giờ thì mình cho các bạn thêm một cái điều kiện nữa đó là cái câu lệnh ở trên đây nè các bạn cập nhật và các bạn chỉ lấy ra cho mình các bạn chỉ lấy ra cho mình là những cái sản phẩm nào mà nó có tổng số lượng lớn hơn hoặc bằng 13 thôi à, thì các bạn sẽ bài sao cái tổng số lượng nó phải lớn hơn hoặc bằng 13 thì lúc đó các bạn sẽ lấy cái thằng này Kelvin house đúng không rồi ok nha bây giờ mình sẽ xóa hết các bạn có học câu lệnh Kelvin chưa mình đã hướng dẫn các bạn trong những cái video clip trước rồi ha thì các bạn sẽ thấy ở đây là ở đây mình có một cái total product đúng không mình thử mình lấy cái thằng này xuống nha cái total products rồi mình cho nó lớn hơn hoặc bằng 13 ba thì theo các bạn câu lệnh này nó có thực thi được không? Thì câu lệnh này sẽ không thực thi được. Mình sẽ copy nguyên cái này xuống này cho các bạn cho nhìn thấy cho nó giống nha. Các bạn các bạn sẽ thấy cái câu lệnh này nó sẽ không không thực thi được. Nè. Thứ tự thì câu lệnh SQL. Rồi. Các bạn sẽ lên cái đoạn này, các bạn sẽ gặp lỗi ngay. Tại vì sao? Tại vì nó không hiểu cái này là cái gì hết. Chúng ta cùng nhau nhìn lại cái thứ tự nè. From là đầu tiên. From là đầu tiên. Rồi sau đó là where group by having. Được chưa? From. From là đầu tiên là cái thằng này. Là thằng thứ nhất. Được chưa? Where là thứ hai. Rồi thằng này là thằng thứ ba. Đúng không? Và tới thằng này là cái thằng thứ tư. Thằng thứ tư thì đến cho đến cái thời điểm này. Thì cái chữ S này nó chưa được thực thi. Nó chưa được run. Do đó nó hoàn toàn không có tồn tại. Các bạn nào mà đặt cái alias phía sau những cái hàm này rồi các bạn bỏ vô cái phần helping thì các bạn nó 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 không thực thi được, nó sai, chỗ này là sai. Tại vì sao ạ? À? Tại vì cái chữ total products này đến thời điểm này nó chưa có tồn tại. Do đó các bạn phải bỏ cái thằng này xuống. À các bạn mình mình sẽ ghi chú cho các bạn đây ha. Được chưa? Chưa tồn tại. Thì nếu mà các bạn muốn cho nó đúng á thì các bạn phải sửa lại chỗ này. Các bạn không thể gọi cái total đất được mà các bạn phải sử dụng cái hàm cao. cao cái này. Được chưa? Lớn hơn hoặc bằng 13. Các bạn thấy không? Nó không còn báo lỗi đỏ như bên trên nữa. Thì tại vì cái chữ total đất này nó đã tồn tại đâu. Nó chạy cái thằng này, chạy đến thằng này, chạy đến thằng này, chạy đến thằng này. Rồi nó mới nhảy lên trên đây, nó thực thi cái câu lệnh này. Các bạn có hiểu kỳ không ạ? À, thì đến cái chỗ này thì nó mới có cái chữ total product này nó tồn tại thì vì vậy nếu như bạn nào mà không hiểu á các bạn cứ s là các bạn có cái tên cột ở đây sau đó các bạn nhảy xuống đây các bạn viên, rồi các bạn bỏ tên cột ở đây các bạn chạy mãi chạy mãi chúng ta vẫn không ra được kết quả tại vì chúng ta không hiểu được cái thứ tự là các câu lệnh truy vấn cái thằng nào làm trước cái thằng nào làm sau thì rõ ràng là chúng ta thấy không khi mà chúng ta bỏ cái thằng cao ở đây thì câu lệnh của chúng ta có thể thực thi được nhưng nếu các bạn bỏ cái tên alias của cái tên cột xuống đây là nó không thực thi được rõ chưa nè? Rõ ha, rồi. OK, rồi. Các bạn chịu khó, các bạn à, nhớ cho mình cái thứ tự thực thi nha cái thứ tự thực, thực thực thi. À, nhưng mà bây giờ các bạn sẽ thấy nè. Giả sử như bây giờ mình à, mình cho cái này thêm ha, một hai ba mình copy cái câu lệnh này xuống, mình thêm một cái từ khóa nữa cho các bạn vào, các bạn sẽ thấy là một hai ba bốn 5 6 7. Ví dụ mình run thử cái này ha, coi nó có mấy dọc. Mình cho nó là lớn hơn 10 đi. Lớn hơn 10 đi. Thì xem có có được mấy sản phẩm. À có. Có 1 2 3 4 thôi. 5 6 7 là nó có ít hơn 10 sản phẩm do đó là nó sẽ không được lọc ra. Các bạn nhìn thấy không? 1 2 3 4 như này là nó nó không được lọc ra đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ cố tình mình thay đổi cái câu lệnh này một chút là các bạn thấy là cái thằng order by order by thì theo các bạn là bây giờ mình sử dụng cái tên cột này được chưa? Order by cái này nó tăng dần. Theo các bạn là nó có run được không? Nó có run được không? Chạy thử là biết được run được không? Các bạn thấy không? 12, 12, 13, 10. Cái thứ tự ở đây nó không có đúng. Bây giờ mình sẽ run thử cái đoạn code này. Các bạn excuse nhé. Thì là 10, 12, 12, 13. Rõ chưa nè? 10, 12, 12, 13 ok nha. à như vậy tại sao ở đây nó thực thi được thì các bạn thấy rằng cái thứ tự thực thi câu lệnh nó như sau là khi mà các bạn làm xong cái thật bằng heo viên là nó nhảy lên trên đây nó làm nó lấy ra tên của tất cả các cột rồi nó lấy cái thằng distin ra rồi nó mới đi order by như vậy cái thằng order by này nè cái câu lệnh này nè tại cái dòng này nó phải được thực thi phía sau cái thằng này tại sao khi select xong thì nó mới đi sắp xếp như vậy cái thằng này là cái thằng thứ tự thứ sáu và đến khi tới cái dòng này thì cái thằng này nó có tồn tại rồi do đó các bạn bỏ cái tên cột này vào đây nó chạy được nhưng nếu các bạn bỏ cái tên cột này vào cái phần having này thì không có thực thi được câu lệnh sql nó sẽ bị lỗi các bạn hiểu kịp chưa ạ tới cái thằng số 6 này thì total product đã có đã tồn tại rồi các bạn có hiểu kịp chưa ạ à thì nếu như mà bạn nào muốn giỏi thì các bạn cần phải hiểu rõ được cái câu lệnh này mình các bạn biết rằng là mình dành rất là nhiều thời gian cho các bạn các bạn nhìn thấy là mỗi một cái video nó có vài trăm lượt view thôi nó rất là ít nhưng mà mình vẫn cung cấp cho các bạn những cái gì nó gọi là chất lượng nhất và các bạn có thể học các bạn có thể hiểu và các bạn có thể đi làm được à, tất cả những cái video mà trên cái kênh youtube của mình các bạn biết rằng là nó không có nhiều người xem đúng không nhưng mà mình vẫn đang cung cấp cho các bạn những cái video nó có cái chất lượng tốt và các bạn cố gắng các bạn chịu khó nhé mình sẽ cho các bạn một cái bài tập như sau, mình à, có một cái đoạn code như thế này và mình nhờ các bạn chụp lại cái đoạn code này giúp mình. Sau đó các bạn giải thích cho mình xem cái đoạn nào được thực hiện trước, cái đoạn nào được thực hiện sau. Các bạn copy cái đoạn code này về, các bạn đánh số thứ tự dấu trừ trừ rồi các bạn đánh số thứ tự phía sau cho mình. Sau đó các bạn pass ngược lại cái đoạn code đó lên trên, lên trên, lên trên cái thằng à, à, trong cái phần comment á, của cái video ấy, thì các bạn cho biết xem nếu như gặp một cái đoạn code như vậy thì cái chỗ nào nó sẽ được thực thi trước và cái chỗ nào nó sẽ được thực thi sau các bạn có thể giải thích bằng lời nói cũng được các bạn có thể là giải thích bằng những cái comment cũng được cái nào cũng được ha và rất là mong các bạn sẽ chịu khó học cái gì nó cũng khó hết các bạn nếu các bạn chịu khó các bạn làm đi làm lại nhiều lần nghe một lần chưa hiểu thì nghe lại học một lần chưa hiểu thì, thì ngồi làm lại cái bài đấy làm sao cho chúng ta có thể rành được làm sao để cho chúng ta có thể là thao tác mọi thứ nó một cách nhanh nhẹn thuần thục nhất có thể cố gắng lên các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sau nha xin chào